Mình xin chào tất cả các cô chú anh chị em cùng các bạn nha. Rau muống của mình hôm nay nó được 20 ngày tuổi rồi nè. Cô chú anh chị em thấy rất là xanh tốt luôn nha. Mình không có xịt một miếng thuốc và không có bỏ một miếng phân nào hết. Nó tự hút chất nước, với lại ở trong cái chậu cũng có lúc đầu mình ươm giống thì cũng có một ít phân trong á. Nên rau muống mình chỉ gieo là mình để tới bây giờ luôn, mình không có chăm sóc cái gì hết á. Cái này là mình chưa thả cá đó nghe cô chú anh chị em. Nếu mà mình thả cá mình cho cá ăn á, cái nước cá phân của cá nó ra nước đục thì nó hút lên sẽ cây nó sẽ mập hơn nha. Cái này là bây giờ đúng 20 ngày rồi. Khoảng 5 ngày nữa là đủ tuổi của nó, 25 ngày mình sẽ nhổ mình bán thử xem bao nhiêu đây mình bán được bao nhiêu tiền nha. Rồi cô chú anh chị em nhớ đoán xem mình bán xong cái lứa này á, thì mình sẽ xuống bắp cải. Bắp cải thì mình trồng ở dưới nước, mình trồng thủy canh như vậy nè thì nó mới là lạ nha. Thì không biết bắp nó có được to hay không thì cô chú anh chị em nhớ đón xem, ủng hộ kênh của mình luôn nha. Nó bây giờ nó cũng khá là cao rồi nè, nhưng mà rất là xanh đẹp luôn, rất là non. Cô chú anh chị em thấy khá đẹp ha. Không có một cọng sâu và không có một lá nào bị héo hết nha. Tại vì ở dưới trồng thi canh gì nè thì ít có sâu bọ lắm. Để mình dỡ một chậu lên cho cô chú anh chị em xem nha. Nó rễ nó ra nè. Mình thấy một chậu nó nhỏ nhỏ thôi chứ nhưng mà nó rất là nhiều, mình cầm rất là nặng tay luôn. Cái này mai mốt mà mình thả cá thì cái nước nước phân cá nó hút lên, nó sẽ làm cho rau mình xanh và cái cây mập. Mai mốt mình nhổ xong thì mình sẽ xuống bắp cải và mình sẽ thả cá giống xuống cho cô chú anh chị em xem luôn nha. Quá đẹp luôn. Lúc nào cũng đều gan luôn. Cái chậu như thế này thì cái chậu cỡ bé lớn đây nè, thì không biết cái bắp cải nó có được to hay không. Mai mốt mình sẽ trồng bắp cải xuống. Cô chú anh chị em thấy chậu nào cũng y như nhau luôn, rất là xanh tốt. Để mình dỡ cái chậu này lên nha. Rồi, mấy cái chậu này mới giữ nè. Chậu này ít ít là mình dỡ lên thử coi. Quá đẹp luôn. Nó video mình quay ít phút cho cô chú anh chị em xem kết quả mình trồng rau thủy canh ở dưới ao nuôi cá là như vậy nha. Cô chú nhớ đoán xem mai mốt mình xuống giống bắp cải và mình sẽ thả cái giống cho cô chú anh chị em xem luôn nha. Mình xin kết thúc video ở đây. Xin cảm ơn cô chú anh chị em đã luôn quan tâm theo dõi đến kênh của mình nhiều lắm nha. Xin chúc mọi người nhiều sức khỏe, làm ăn công việc luôn thành công tốt đẹp nha. Xin bye bye và hẹn gặp lại cô chú anh chị em những video tiếp theo nha.